chương trình ngồi đi. Đấy, cái lời đầu tiên thì em xin được kính chào quý anh chị nhá, trong thánh phủ Nam Đi, trong cái tinh thần của ngài. Và hôm nay em được chú ái ở những kia có nghe em rõ vậy, và bước cuối thì em rõ không? Đấy, thấy cái tâm trọng thế này thì cũng sẽ chặt lòng một tí, nhưng mà nghe rõ thì được rồi. Cái lần sau thì nếu có ai đến đây chia sẻ nữa thì chúng ta cứ ngồi hết đến đây không có làm sao. Đấy, thế nhá. Thế thì hôm nay em được em tên là Duy như thế. Đấy, em cũng được làm việc của giáo phận Châu Lộc mình. Đấy, cũng rất hay lắm. Đấy, anh Linh rồi anh Phương. Anh Phương có đây không? Anh trưởng còn có đây không? Đấy, rồi anh em nữa. Đấy, các anh, anh Mai. Đấy, rồi Dương. Em thì bệnh lắm, ca minh mà bệnh lắm, các ca đã thì cũng có bệnh không thì em bệnh lắm. Các bạn thấy em chỉ sinh ba đứa con thôi. Đấy, chồng nhất, chồng gì mà chồng ba. Đấy, để phân biệt rõ là tất nhiên không sinh bốn người con đâu. Có ba người con thì không sinh nữa, có ba người con thôi. Thế thì anh may, chắc có lẽ anh nắm được ý tưởng này. Em ăn ướp từng nói rất là nhiều, em chia sẻ rất là nhiều trong những tập đoàn, những là anh chị em, những đoàn mà em gặp gỡ. Thế thì chúng ta thấy có một cái điều em khởi đi từ tổng hội 2019, liên hoàn 2019 ở giáo phận Xuân Lộc của chúng ta. Ngày hôm qua thì anh chị có biết là khoảng bao nhiêu ngàn người đi lễ ngày hôm qua? Rất đông, 10 gần 18 ngàn người. Thấy không? Con số được được trẻ có, anh chị em lớn tuổi có, rồi anh chị em trưởng thành, anh chị em giới trẻ. Đấy, em cứ gọi như thế trong những cái lúc mà em làm việc thì em gọi như vậy. Nó dễ, anh chị em lớn tuổi là tập kiến linh này. Anh chị em lớn tuổi còn như là anh chị cho kinh đoàn của giáo phận Đà Lạt. Quý anh chị là
tinh thần đúng đấy. Có yêu thì nó không ở xa thành phố, xa cái nền văn minh như là chúng ta ở sạc này. Chúng ta văn minh thì chúng ta có những thử trái tim như thế này để lấy thôi. Đấy, chị đọc mà em thấy một ngày rất đẹp này, biết chị này là người Vũng Tàu đấy, họ quần thưa chị ạ, khi mà khi em còn làm việc của giám đốc trung tâm
đó, nhưng mà cũng nặng nề là em thấy sao mà cứ phải gồng của em, có phải gồng không? Những trẻ phải gồng không con? Phải gồng không? Đâu có gồng, chả gồng thế nào, bởi vì tất cả những gì đó ở trong đây này, mình cứ sinh hoạt với nhau rồi mình sẽ là đọc, rồi kiến thức, rồi trên giáo quận, rồi xuống, nó mới chứ thôi không phải. Đấy rồi, bắt đầu thêm chị lớn tuổi cũng học, em bé nó cũng học. Và mình đôi khi em lại ghen tị, không biết như chị nào em lại ghen tị cái chỗ như này là tại sao Minh Hoàng kẻ sẵn cái vùng đường Minh Hồ Nai này sao lại cứ nó cứ đặt như vậy, mà Minh Hồ Nai thì đưa cái nhân sự đoàn viên hết để cụ thể đoàn viên là thuộc Minh Hoàng nào. Nhiều đa phần có một năm thì cái đoàn liên minh quốc lý em thấy là cũng là từ cái vùng sâu vùng xa và ngoài mãi nó thành quốc lý kìa, họ cũng coi lên được và cũng phải cố gắng hết sức. Em muốn đưa với chị là chúng ta phải có cái nền, mà giữ được cái nền đó không phải đơn giản và mạnh mẽ, phải luyện hàng ngày, muốn múa lẻo muốn chơi được. Bốn là đứng trên đây đấy, luôn luôn đầu óc mình và người ta dùng từ tiếng Anh là brainstorming ấy, có nghĩa là đầu óc luôn luôn phải làm việc để cho cái não làm việc, đừng để cho cái não mình phản lì, không thể mà biết nhanh. Thế bây giờ tất cả các lễ hội vui chơi rồi cũng sẽ qua. Thế còn cái gì là những cái lúc mà ta chỉ có một mình mà ta cùng với anh chị em suy nghĩ và làm việc, nó còn là mình vui và nói về Minh Hoàng là nói về những cái ông bà những vị lớn tuổi đấy gần đất xa trời rồi, cái là vô Minh Hoàng này làm gì để khi mà khi yêu thương vợ con về thì có người đến đọc tên cho mình, rồi là có cái biển hiệu vậy cũng đi ra thăm viếng Minh Hoàng từ Minh Hoàng rồi cũng đi ăn miếng ra năm ta đấy thì đấy cũng huy hiệu lớn rồi bằng tất nhất. Những cái chuyện như vậy chúng ta chỉ mong thế thôi nha, để người ta không biết làm sao được không. Nếu mà ai mà chỉ mong như vậy, chỉ mong với em là những người mà như tôi nào đó là treo nhiều huy hiệu lên rồi có cái này cái kia bằng cấp này rồi bằng khen hoặc là ân thưởng này kia là mình thích gì mình phải gì đúng rồi. Chúa hỏi là khi ở trần gian con đã làm gì? Con không biết là để làm gì? Thế con có đi dự quyền hồi được lần nào chưa? Thế giờ tinh thần vụ đó là ánh sáng và ánh chiều đó là hai gọi là cái cổ chống đỡ cái tòa nhà đa minh đó, con đi đọc được bao nhiêu lần? Thế con chúng ta gọi
khôn ngoan ở việc này. Tất cả ở trong đây, hoặc là những cái quyền mà luận sâu, hoặc là kim chỉ nam, hoặc nghiêm giáo, hoặc là thánh kinh, tất cả xoay quanh đây thẩm giả của Chúa mà thôi. Nếu anh chị em của chúng ta loại cái thẩm giả của Chúa ra, chúng ta biết gì mà nói, biết cái gì mà nói, chịu thôi, không nói được gì. Và có nói thì nói ở đâu, có kiểu gì. Nếu không có cây thẩm giả của Chúa, phải có cây thẩm giả làm sao và ngài các bước như thế nào. Nhưng mà ngài luôn luôn là bảo cây thẩm giả của Chúa, để rồi ngài từ cái thẩm giả ngài kính phục chiêm nghiệm, rồi bắt đầu đưa ra hoạt động. Thế thì ngài thưa anh chị em rất thấy là con người này cũng hay. Em không có nói là huynh đoàn cảnh sát đâu nhé, nhưng mà em thấy rất có nguy cơ. Nếu huynh đoàn của chúng ta mà có nguy cơ này thì chúng ta hãy từ từ nó đang gặp nhầm huynh đoàn của mình, đang gặp nhầm đoàn viên sâu không còn theo tinh thần của cha thánh cha mình nữa. Yeah.
như con tổng trong đi em ở trong thành phố Kinh Đô rồi. Đấy thì em thấy là cha mẹ trên trải qua nhiều lời ở trên ấy, thì em thấy có về ở trên và em ấn tượng nhất là cái từ mà anh ấy dùng khi mà anh có những cái thông báo hoặc là có những cái định vị anh thông báo ở trên cái bản thông báo, anh ghi là anh nhất chứ anh không ghi là tu viện trưởng đâu. Thank you.
có nhiều người thật là còn chiều qua thấy trời này làm thế và một cái giáo sứ ở xa xa ở dưới này ấy thì em lên em học việc đấy xem ra là như nào thì đấy bên thì làm cái kiểu mà không đúng rồi đúng không cái hình ảnh này thì em cứ tạo ra như thế để muốn đưa với cái chị nào đấy hồi nãy thấy anh Linh có em một cảnh lên đi em học viên anh Linh thì anh Linh trước đây cũng làm cái nhóm vận có lẽ là cũng thấy nhiều trang nghe nhiều trang hay là cái lúc mà vinh danh cái trang với con đó mà thấy em để ý xem cái này dưới thì ngồi cao các chú đồng ngồi dưới nhà và tắt nghe nhẹ thì bên chị bên trang nhà quý là quý mình chứ không phải quý đầu thì ai mà đau lưng thì chịu rồi và bạn cứ bình thường cứ bình thường ấy tất cả anh chị em cứ nghĩ ra bây giờ mình làm đồng loạt cái nó đẹp lắm và nó có một cái gì đó nó hợp nhất lắm ấy còn bằng không ấy thì nó cứ lỗ mỗ sao rồi cũng ở cái trong cái tinh thần trách nhiệm đó thì em lại có thêm một cái này nữa đó. Thì em đi làm việc em gặp cái chuyện này và biết thì là rất là dễ dàng nhận ra em chỉ nói ra là cũng nhận liền sẽ có những người trước người sau sẽ có những anh chị em là chúng ta là có lắm nếu tự do nhé bầu lên lớp trưởng nam hoàng hoặc chi trưởng nam hoàng chứ không phải chỉ định đâu nếu mà chỉ định nhiều khi đến cái hoàn cảnh thì mình phải chỉ hơn chứ đúng ta là bầu Thank you.
cũng không có xa cho chúng ta bao nhiêu đâu. Anh không không làm được mời gọi trong giáo xứ là hết người lên nhắm rồi, người kia thì họ nhắm từ một lần lên nhắm thì một cái nhắm cái chứ giáo xứ là đông người đúng không, không có biết ông bà đấy đâu, mà cứ là nhắm nào nhắm và nhắm một lần một buổi là nhắm vài ngày thì là nhắm một nhắm, còn các chị em đông người mà biết nhắm mà không lên không phục vụ như thế chúng ta sẽ có một cái sự canh ghét ghét đuôi như thế này. Thế thì chúng ta còn ra cái gì đấy? Hãy biết tình hành đó, anh chị em sống làm sao? Anh chị em phải đem cái tinh thần của giáo dục tâm linh vào nơi anh chị em đang ở. Làm sao cụ thể là trong giáo sứ của anh chị em này này? Đấy, nhiều cha sứ nghe không có, không biết. Nhưng mà còn cứ nói như thế này, nhiều cha sứ hiểu lầm anh chị em chúng ta lắm. Đấy, hiểu lầm anh chị em chúng ta lắm. Là chúng ta còn thiếu kiến mà rồi chúng ta lại còn thiếu đúng luật mà đấy, rồi chúng ta lại có tôn phục là vị đại diện tổng quyền và vị đại diện của ngài là giám tỉnh của địa phương. Thế thì nhiều người nói thì bao nhiêu tài lực thì dồn hết về đấy rồi, rồi bao nhiêu tiền bạc người ta đã đóng góp cũng vào đấy luôn, không phải mà được nhờ chúng ta đâu phải làm bạc, không có phải vật đâu. Rồi khi mà thấy anh chị em mình mà đã có cái vấn đề đó đang đi sai theo cái luật xấu này, theo mình đã mình ấy, thì mình thấy em lên tiếng hay kể kiểu gì kìa, được không? Không phải vậy. Thế thì em chỉ xin ở bên chị trong năm nay bên chị mình lấy đầu dòng tháng năm đi, cái gì cầu nguyện và để ý cho em một điều, cái vấn đề nhắc nhở nhau đi kinh hành rồi lẽ lại nhắc nhở nhau như thế nào, không phải cái bộ cánh đẹp đó là người ta lên thiên đàng không, chứ hỏi đem đi đâu, chứ hỏi là đấy mình là cứ thôi cái không ai cũng đổi ý nhiều, tôi mới tham gia những bước về thiên đàng của mình, chú bảo đi về đem đi đâu. Thì mình mới dám làm việc, mình nói ngay ở nhà bên chị cũng vậy, ông anh biết chị là ông bà cha mẹ
sĩ và trên trang anh cho chúng ta tinh thần trách nhiệm như thế nào đó cho hoàn cảnh tinh thần của chúng ta. Anh đoàn trưởng có chưa được hiểu trách nhiệm của mình như đoàn chưa? Rồi đoàn viên như đoàn chưa? Thủ tướng chính như đoàn chưa? Thư ký như đoàn chưa? Đấy là đặt như thế rồi tiêm trách nhiệm hầu trách nhân tốt đẹp cả lại. Amen. Em cảm ơn quý vị. Có mời bạn trai của bạn cũng quan tâm hơn rất nhiều. Em đến cũng quan tâm rồi đúng không? Xin anh chị lấy lời để có bài chúc mừng. Kính thưa cha, với tất cả những con công việc của tổ hộ, của công viên trong những ngày qua, và từ tất cả các gia đình thương yêu đến đây để chia sẻ với các con, nên việc trở đi vừa được những các gia đình, với tinh thần trách nhiệm của các chức vụ viên trong con, con xin được thay lời cho các thầy cô cũng như tất cả quý chị em, con xin gửi đến cha làm chân thành biết ơn của chúng con. Đặc biệt trong một vài ngày nữa thì chúng con cùng với toàn thể hội thánh nói chung và với dòng gia quyến của chúng ta nói riêng mừng lễ thánh tổ phụ Gia Minh cũng là quan thành của cha. Con xin được thay lời cho chị em cùng chúng cha tràn đầy bình an, dồi dào sức khỏe. Và con muốn thưa với cha một chuyện mà có lẽ ngày hôm qua khi nghe về trên tổng tiền mới chia sẻ một ấn tượng câu chuyện thế này. Ngài nói Gia Minh là sắc kỳ diệu và mỗi người chúng ta khi gia nhập vào thầy Gia Minh còn nói rộng hơn là con cái của Thiên Chúa thì đón nhận ánh sáng mặt trời công chính của Kitô như là ánh sáng của mặt trăng. Và ánh sáng mặt trăng đấy thì khi là những ngày trăng rằm rất là sáng tỏ, khi là những ngày trăng tuyết mà qua những khó khăn của cuộc sống và có những khi tối thui như là huyền thực thì con rất ấn tượng với câu chuyện của cha về trên thánh điện Simone ngày qua và chúng con cầu chúc cha luôn luôn là ánh sáng của những trăng rằm. Có thể đôi khi biết một tí nhưng mà với cha luôn tỏa ra cái ánh sáng phản chiếu tình yêu chân thành để chúc cha tràn đầy bình an. Xin mời quý chị đứng và để tỏ lòng hiếu kính qua xin nhân viên cha có hoa thiêng nhân dịp kỷ niệm hoàn thành của cha. Chúc mừng cho ngày lễ hoàn thành. Chúc mừng cho xin